Vài chục triệu thì mua được xe gì để mà kinh doanh khởi nghiệp hả anh em? Và liệu rằng vài chục triệu có mua được xe tốt không ạ? Và xin chào tất cả quý vị và các bạn, lại là tôi Đạt Xe Tải đây. Có rất là nhiều câu hỏi, và một trong số những câu hỏi thường xuyên nhất của quý vị và các bạn, và đặc biệt là những câu hỏi của những người mới bắt đầu vào công việc kinh doanh khởi nghiệp, đó là ít tiền có mua được xe tải tốt hay không, và mua được xe tải loại gì. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì bản thân tôi trước khi làm kinh doanh ô tô, tôi cũng giống như bạn bây giờ, cũng là người bắt đầu như con số 0, và cũng là người mà đi tìm những xe, đi mua những xe. Có những câu chuyện nó vui nhưng cũng có những câu chuyện thực sự nó không hề vui. Có những gấp vấp ngã, và tôi đúc rút được từ bản thân cũng như là những khách hàng mà đã mua sản phẩm của tôi trong quá trình kinh doanh khởi nghiệp. Và ngày hôm nay chia sẻ với các bạn trong live stream này trực tiếp về cái chủ đề là ít tiền có mua được xe tải tốt hay không, và mới bắt đầu công việc kinh doanh khởi nghiệp thì nên mua xe gì. Xin thưa với tất cả quý vị và các bạn ấy, để mà chọn xe nó chưa thực sự, nó có phải là thực sự nó quá quan trọng hay không? Ngay trong clip ngày hôm qua tôi có làm một cái video, đó là ngừng nghĩ đến việc mua xe mà hãy tập trung vào mục tiêu tài chính. Hãy ngừng nghĩ đến việc mua xe mà hãy tập trung vào mục tiêu tài chính. Tại vì trong quá trình kinh doanh tôi nhìn thấy rằng ấy, cái giai đoạn 6 tháng đầu tiên khi mới bắt đầu vào công việc kinh doanh khởi nghiệp, dường như đến khoảng 60-70% những người kinh doanh khởi nghiệp vận tải thất bại. Cái lý do ở đây nó đơn giản vô cùng luôn, đó là các ông cứ nghĩ là mua xe về thì mới làm được việc. Nhưng thực tế cho thấy rằng tất cả không phải là mỗi kinh doanh vận tải đâu, mà những ông khởi nghiệp đến 80% là chết, bởi vì là cứ nghĩ là có tiền mới làm được, nhưng khi có tiền thì không biết làm cái gì. Và có công cụ, có văn phòng khang trang, rồi là có xe tốt, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có cái này có cái kia vân vân và vv thì mới làm được. Nhưng thực tế là nó có vô cùng nhiều yếu tố để mà xác định được một công việc có thành công hay không. Và nó có 3 yếu tố chính, đó là một cái yếu tố quan trọng nhất, đó là tư duy chiến lược về cái ngành nghề kinh doanh, tư duy của người kinh doanh nó phải đúng. Tư duy không đúng là sai rồi, là thất bại rồi. Cái thứ hai, nó là về kiến thức về ngành nghề kinh doanh sắp tới của quý vị và bạn. Cái ngành nghề kinh doanh vận tải chở hoa quả, hay là chở nhôm kính, hay là chở trâu chở bò, thì dựa vào cái kiến thức về ngành nghề kinh doanh đấy thì chúng ta mới xác định được rõ ràng chúng ta chở hàng cái gì. Ví dụ mới bắt đầu chúng ta chưa có vốn, chúng ta chỉ có vài chục triệu, 50-70 thôi, chúng ta chở đồ điện tử chẳng hạn, chúng ta chở đồ điện tử mà người ta nghe người ta nói bảo rằng cái thùng bạt nó đa dụng, thì đi mua một con thùng bạt, và phải là cái dòng Suzuki nó mới tốt, đi mua ngay một con Suzuki mới cứng vậy. Thậm chí kể cả mua xe cũ, nhưng cái giá của nó, Suzuki nó làm gì rẻ, nó tầm 150-160 cũng chỉ mua được đời 13-14 mà thôi. Nhưng là phải cố. Trong khi đó cái đồ điện tử nó cần một cái hàng hóa, đó là thùng kín. Ví dụ đi nó đỡ ướt át đi, và cái bảo quản nhiệt độ giữa nhiệt độ bên trong và nhiệt độ bên ngoài nó khác nhau, thì bảo quản cái hàng hóa nó tốt hơn. Thì tự nhiên ông đi mua thùng bạt, thế là sai rồi. Mà khi mà mua như thế về xác định phải mua xe như này, phải mua xe như kia nó mới đúng, thì ông bán xe đi lập tức ấy, kể cả ông mua xe mới. Các bạn ạ, mua xe mới nó đã lỗ rồi, bán ra khỏi cửa thôi, người ta trừ khấu hao đi của bạn ngay lập tức. Và vô cùng nhiều, ví dụ bạn mua xe mới con Thaco 990 nhá, tầm 250, bạn ra khỏi cửa bạn bán lại thôi, làm gì được tầm 200, bán làm sao được 200. Đấy, nếu mà xác định sai nhu cầu là sai hết, xác định sai kiến thức là sai hết, xác định sai tư duy là sai hết. Còn cái xe ấy, cái yếu tố thứ ba nó mới là công cụ. Cái xe nó chỉ làm cho cái công việc của bạn phát triển lên mà thôi. Còn nếu mà cái xe nó không phát triển lên cho cái công việc của bạn thì mua xe để làm gì? Bạn hãy đặt cái câu hỏi tại sao phải mua xe, thì bạn sẽ trả lời được câu hỏi là mua xe thế nào, mua xe ở đâu và mua xe gì. Đó, thì đó là cái câu hỏi để trả lời cho câu hỏi ít tiền có mua được xe tốt hay không. Ít tiền vẫn mua được xe tốt, miễn là sao bạn xác định đúng nhu cầu công việc. Nói dài nói dai và đi vào chủ đề chính luôn, thì với cái tầm tiền 80-90 triệu ấy,
thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu xe Trung Quốc. Đừng nói là Trung Quốc không tốt, Trung Quốc vẫn tốt nếu nó phù hợp với công việc của bạn. Bạn mà đi hàng hóa tầm đâu đó loanh quanh 100 km, 200 km một ngày quay đầu ấy, mà chở nó vài tạ thôi, bạn mua Suzuki bạn đầu tư 200-300 triệu để làm cái gì? Trong khi đó bạn vẫn suy nghĩ rằng sau này thì không biết rằng là người ta có thuê mình hay không, mối hàng nó có ổn định hay không. Hãy giai đoạn đầu tiên hãy làm sao dư giả về cái số tiền bạn có thể ở mức an toàn nhất có thể, vẫn có công cụ để đi. Nếu mà bán lại nó cũng không khấu hao quá nhiều, thì đó là lựa chọn của những người mà tôi thấy rằng họ đã thành công. Vượt qua, hãy cố gắng làm sao vượt qua giai đoạn 6 tháng đầu tiên, làm thêm, đừng bỏ trứng vào chung một giỏ. Hãy luôn luôn tiếp cận thêm những cái mối quan hệ mới, hãy quen thêm những mối quan hệ mới, những nguồn hàng mới. Hãy đảm bảo cho cái sức khỏe của bạn nữa, đừng quên đảm bảo cho sức khỏe của bạn để có thể mà phát triển được lẫn là công việc, tài chính lẫn là sức khỏe. Thì ngày hôm nay có rất là nhiều mẫu xe ở đây, có rất là nhiều mẫu xe ở đây, tôi nói chi tiết hơn để bạn có thể hiểu rõ cái nhu cầu công việc, để mà xác định rõ là nhu cầu công việc của mình và phù hợp với chiếc xe gì. Với cái tầm tiền mà tầm 80 này, hơn 80 một tí, thì bạn lựa chọn được những cái mẫu xe thùng kín như thế này. Thì những cái mẫu xe thùng kín như thế này thì hoàn toàn phù hợp với những cái hàng hóa như hàng khô, những hàng hóa như hàng khô thôi, hàng khô, đồ điện tử các thứ thì nó sẽ hợp lý. Còn đâu là nếu mà bạn mà chở trâu chở bò hay chở hoa quả thì thùng kín nó lại không hợp lý. Thì với mẫu xe như này nó được đời 2013, đăng ký 2014, 2013 đăng ký 2014, và thùng e-lock hai lớp luôn. Đấy, thùng e-lock hai lớp luôn. Và những cái mẫu xe khoảng tầm 95 triệu vẫn mua được xe nhá. 95 triệu thì bạn có thể lựa chọn những mẫu như đời 2013 như này, xe của Thaco lắp ráp. Cho nên là bạn hoàn toàn là yên tâm, kiểu dáng nó vô cùng là giống những dòng xe SU. Và xe thì đã về salon đặt xe tải thì cam kết luôn với quý vị và các bạn, không đâm va máy chất rồi, và kiểm tra vô cùng kỹ rồi. Quý vị thì thực ra thì ai làm cũng phải có câu, nhiều người bảo là sao xe ông bán đắt thế, thực sự là lời lãi tầm 5-7 triệu là có. Ai làm chẳng phải có công sân bãi các thứ, đúng không ạ? Tuy nhiên quý vị phải hiểu rằng ấy, mỗi người mỗi nghề, quý vị và các bạn sau này đi mua trâu cũng phải mua từ nơi rẻ bán cho người cần, đúng không ạ? Mua hoa quả bán từ nơi rẻ bán cho người cần, đúng không ạ? Thì tôi mua xe từ nơi rẻ, tôi phải bỏ ra cả một hệ thống chăm sóc khách hàng, và tôi để lại một chiếc xe nó đúng nhu cầu, đúng giá trị của chiếc xe cho các bạn, thì các bạn cảm thấy vẫn tuyệt vời ạ. Thà các bạn bỏ ra thêm 1-2 triệu mà chọn được một xe tốt, đảm bảo cho sức khỏe của quý vị và bạn, hàng hóa của quý vị là tốt hơn, còn hơn là bạn phải so đo tính toán, phải suy nghĩ rằng nó có đảm bảo về chất lượng giấy tờ pháp luật, rồi là đi xa đi lại mất công người ta tả có đúng hay không. Điều này không quan trọng. Hãy tìm một, tôi không nói duy nhất, tôi là cơ sở uy tín nhất, hãy tìm một nơi mà bạn có thể gửi chọn niềm tin. Tại vì ấy, khi chúng ta đi mua xe ấy, có những người, người ta thợ là người ta quá giỏi luôn, nhưng người ta tại sao vẫn chọn nhầm xe? Tại vì người ta chủ quan. Và cũng có người, người ta không biết nhiều về xe nhưng người ta vẫn chọn được xe tốt. Tại vì ấy, người ta có cái nó gọi là sở lởi thì trời cho, và kỳ bòi trời phạt thế thôi. Còn đâu ấy, nếu phát hiện những chiếc xe nào ở nhà đặt xe tải mà khi tả cho quý vị và bạn là không lỗi, nên đây là lỗi, gửi quý vị và bạn 10 triệu đồng. Tất nhiên gửi quý vị 10 triệu đồng để quý vị đi lại đỡ bất công nhá. Đấy, thì sẽ báo giá một chút những chiếc xe mà phù hợp. Quý vị cảm thấy những xe là phù hợp thì hoàn toàn có thể để lại số điện thoại bên dưới. Video này thì tôi quay đang bây giờ nó là buổi trưa, buổi trưa khá là nóng rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới phát công chiếu vào buổi tối. Buổi tối ngày hôm nay tôi công chiếu, các bạn có thể là đang xem lại thôi, nhưng ngay lúc này tôi đang ở trên màn hình theo dõi từng tin nhắn, từng người bình luận của quý vị và bạn. Hãy bình luận phía bên dưới những câu hỏi quý vị và các bạn đang quan tâm, mình sẽ trả lời luôn và ngay để hỗ trợ quý vị và bạn kịp thời nhất những cái thắc mắc của quý vị và các bạn quan tâm. Có thể các bạn chưa mua xe nhưng cần tư vấn thì hãy cứ bình luận phía bên dưới. Mình dùng số điện thoại là 0978 730 999 và 0975 767 888, thì đó là số điện thoại của mình. Hãy kết bạn Zalo với mình nhá. Và mình có làm thêm một cái kênh TikTok nữa, kênh TikTok đặt xe tải, thì trên đó bạn có thể follow học những bài học hay, những bí mật ô tô của mình đó. Một số mẫu tầm dưới 100 triệu thì có, dưới 100 triệu có em này 95 triệu, thì em này là xe 6,5 tạ, phù hợp với công việc đó là chở hoa quả, chở hoa quả tốt. Đấy,
hoặc là chở gà hoặc là chở lợn con nhẹ nhàng tầm vài tạ, nếu bạn để và chở tốt, chở quá tải tầm 1 tấn quay đầu thì xe nó rất là bền, máy rất là bền, đi 100-200 km một ngày thì ok, hoàn toàn là hợp lý. Và đây là mẫu xe Taco Tauler đời 2013, thùng dài là 2m25, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Và xe đã được trang bị gần như là mẫu xe này nó chỉ trang bị được bạt này, bạt bủng này, bạt các thứ, rồi là lốp sơ cua, rồi là tất cả hệ thống đèn đóm xinh nhang hoạt động bình thường, máy chất gầm tốt, không đâm va, không mối mọt, thế thôi. Còn điều hòa những dòng xe nhỏ này chưa lắp, tất cả những điều hòa những cái xe lỏ dường như là nếu mà người ta có điều kiện thì người ta sẽ lắp thêm thôi, còn không thì người ta cũng chả lắp làm gì. Tại vì khi mà lắp điều hòa vào những cái mẫu xe nhỏ này nó sẽ lai máy rất là nhiều, và đôi khi mà xe nó bé ti ti, nó có mỗi 2 chỗ ngồi, mở cửa kính ra là mát rồi, bật điều hòa làm gì cho tốn xăng. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này nó rơi vào khoảng 7,5 lít đến 8 lít trên 100 km đó. Một số mẫu xe tầm hơn 100 tí thì bạn có thể cải thiện lên cái dòng xe Đông Ben này. Chiếc xe Đông Ben này đời 2017 có giá là 120 triệu thôi, và thì chiếc xe này đã được chủ nhân trang bị điều hòa rồi đấy. Ok, ok boy, ok mèo. Đấy, thì xe đã được trang bị điều hòa. Thì chiếc xe này thùng thì nó có vẻ to bản và dài hơn. Thì chiếc xe này thùng nó sẽ là dài là 2m3, tôi nhớ không nhầm là 2m3, hơn 2m3 một chút. Và xe cũng chưa có trợ lực tay lái đâu, phải lên đời 19 thì mới có trợ lực tay lái. Tất cả mọi thứ tổng thành thì vuông vắn sạch sẽ, nốp đẹp, khám dài. Đấy, thì mẫu xe Đông Ben này là mẫu xe 8 tạ 1 quý vị nhá. Đây, có giá 120 triệu mà thôi. Thì nếu mà mong muốn chọn một xe đời cao hơn thì quý vị có thể chọn cái mẫu xe trước mặt chúng ta là màu trắng Đông Ben đời 2018, khám dài, vừa khám xong luôn đến tháng 7 năm 2021 luôn. Và chiếc xe này thì vẫn khám là khám 1 năm, chiều dài thùng như trên, và có tải trọng là 8 tạ 1, chỗ ngồi là chỗ ngồi 2. Đấy, những mẫu loại xe này nó chỉ rơi vào 128 triệu thôi, hợp lý. Ngày hôm qua thì cũng có một bác là bác vừa ấy lấy là ở Cao Bằng. Đấy, ngày hôm qua hai các bác ở Cao Bằng hai anh rất tuyệt vời, xuống bàn về giá cả, xem xe bàn về giá cả xong còn chưa đi thử xe đã chốt rồi. Chốt em đi 4.000 cây hay là 2019 ấy, thì đánh xe máy từ Cao Bằng xuống và sau đó bỏ xe máy lên thùng, đi một xe về hai xe luôn. Thì những mẫu xe này thì nếu mà để nhu cầu hợp lý mà nhẹ nhàng thì hoàn toàn là ok. Đấy, nhiên liệu của dòng xe này thì cũng tiêu hao tầm 8 lít trên 100 km mà thôi. Đó, những xe Trung Quốc này thì nên mua những xe đời cao các bạn ạ, nên mua những xe đời cao 15, 16, 17. Đấy, đây là chiếc xe Taco Tauler đời cao một chút, đời 2017 các bạn ạ, 128 triệu. Những chiếc xe này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, kiểu dáng cũng khá là đẹp, nội ngoại thất thì tương đối rồi. Đó, thì đấy là cả dàn xe ngày hôm nay. Và ở ngoài này thì có một mẫu xe nữa thì mình vừa lấy ở Cao Bằng về. Đây là mẫu xe Taco Tauler đời 2016, với cái mẫu xe thiết kế như thế này và màu sơn như thế này thì đời cao, cho nên là tất cả máy móc và thân vỏ nguyên dường như là còn tương đối đến 80-85%. Đấy, vừa lấy từ Cao Bằng về, chủ trước thì chủ đầu tiên thì họ ở Bắc Giang, chủ đầu tiên họ ở Bắc Giang. Chiếc xe này thì mình cũng chưa lên sóng, cho nên là quý vị và bạn nếu mà có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho mình tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Đây, hiện tại mình đang quay ở bãi xe nhà mình, ở địa chỉ ở số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đấy, và chia sẻ một chút để nhiều người cũng hỏi rằng xem cái dòng xe bé bé này nó khác gì so với dòng xe tải trọng như K3000 hay K2070, xem xe lỗi nào, máy chất như nào. Xin thưa với tất cả quý vị và bạn thì nó sẽ có một đôi chút khác, tuy nhiên là không nhiều. Nó khác ở máy là máy nó nằm ở dưới ghế và chúng ta phải lật lên. Đấy, phải lật lên thì mới xem được máy. Còn đâu là thử máy, cái dòng xe này chủ yếu những cái dòng xe mà dưới 8 tạ nó là máy xăng. Nó là máy xăng cho nên là chúng ta thử máy nó khác nhau, chúng ta xem tất cả rồi, như không phải xem hơi thừa nữa. Những xe mà máy xăng mà mở lắp bình nhớt ra mà có hơi thừa thì thôi vứt đi luôn, đúng không ạ? Mà khói trắng thì vứt đi luôn, đúng không ạ? Đấy,
Thì đây chúng ta xem nữa nào, xem xe đâm va, tất nhiên rồi, chúng ta nhìn này, nó vẫn giống như là những cái clip khác tôi chỉ thôi. Đây nó nguyên, nó không, những cái đường ghép lối này nó không phải bả ma tít, và chúng ta sờ những đinh bấm nó còn, và chúng ta sờ này nó không có độ dày của bả, thì đó là một chiếc xe nguyên. Và tất cả mã kính thì nó ghi ở đây đấy, mã kính nó ghi ở đây, đời 16 này. Thường thì những chiếc xe mã tai nạn thì nó sẽ vỡ kính, còn chưa chắc là những chiếc xe vỡ kính là chiếc xe tai nạn. Điều này nó không có hai chiều đâu nha các bạn nhá, vỡ kính có nhiều nguyên nhân lắm, tự vỡ nhiệt độ chênh lệch cũng tự vỡ được mà đấy. Cho nên là chúng ta xem xe phải tổng thành nhiều yếu tố. Đây keo chỉ đây, xe mà còn keo chỉ tức là xe còn nguyên, xe mất keo chỉ là xe còn không còn nguyên nữa, không còn zin nữa, mất chinh rồi đấy, đời 16. Cho nên là tổng thành xe thì nó cũng đều xe thôi, chứ nó không phải là đẹp xuất sắc lắm. Đây ghế được bọc da rồi, chỉ cần lắp thêm một cái quạt này nữa thôi là mát rồi, chả cần phải điều hòa, tiết kiệm nhiên liệu thôi. Mình đi chở hàng thì mình tối ưu cái hiệu suất làm việc. Đấy, gầm này, xem xe phần bé thì quan trọng nhất là quý vị xem máy và xem tất cả chassis này. Chassis này mà bị đã dòng xe bé mà chassis là còn bị gãy thì tức là một chiếc xe chở quá nặng. Đây là một chiếc xe mà chủ nhân trước thì chở hàng cũng vô cùng là nhẹ nhàng thôi. Đây quý vị có thể biết được là nhẹ nhàng hay không, nhìn cái sàn sóng thôi. Sàn sóng là biết này. Đấy cái sàn sóng này, cái sàn sóng nó không bị võng xuống thì tức không dỉ mọt, tức là không phải ở vùng muối mặn. Độ như là chở hàng nhẹ. Tất cả cầu số máy móc còn khô ráo sạch sẽ. Đấy. Và như chiếc xe này thì đang phát lại với mức giá nó là 115 triệu. Đang phát lại với mức giá là 115 triệu thì nếu mà quý vị và các bạn cần tư vấn thêm thì cứ alo trực tiếp cho mình. Mình tư vấn là hoàn toàn miễn phí và có 3 đầu số ấy là 0975 180 777 và 0975 672 888, cũng như là 0978 730 999, thì đó là 3 đầu số 777 888 999 của mình. Đấy. Và ngoài những cái mẫu xe mà tải nhẹ này ra, dòng xe khoảng 100 triệu, hơn 100 triệu hay dưới 100 triệu này ra, thì mình còn rất là nhiều những dòng xe khác như là dòng Kia. Và nếu mà nói đến tới thương hiệu của đạp xe tải thì nổi trội đó là về những dòng xe Kia K2007, K3000 và K165. Thì ở đây sẽ review, cuối chương trình sẽ review cơ bản một số mẫu báo giá để quý vị tham khảo thêm. Thì đó là những cái mẫu xe thùng kín này, cái mẫu xe thùng kín như K2007 này. Đấy, cái phân khúc xe thì nó chỉ từ 100 đến 200 triệu, 200 đến 300 triệu và 300 đến 400 triệu mà thôi. Đấy. Rất là nhiều xe Kia Bongo máy 133 này. Đấy. K165 này. Nhiều lắm. Thì tất cả đã có trong những cái livestream trực tiếp của mình và báo giá ở trên fanpage đặt xe tải rồi. Quý vị và các bạn cần tư vấn thêm gì hay tham khảo thêm gì, hoặc là chỉ xem mỗi báo giá thôi ấy, thì có thể vào những cái kênh sau này. Ở trên cái trang web của mình là xế đẹp888.com, quý vị vào trình duyệt web Safari hay là Chrome, cốc cốc gõ là xế đẹp, xe đẹp ấy, xe đẹp888.com, thì trên đó thì mình cập nhật tất cả giá cả những xe mới về. Đấy, tất cả những chiếc xe mới về. Đấy. Hoặc là vào fanpage là gõ chữ trên Facebook là đạt xe tải, nhắn tin vào đấy thì sẽ có nhân viên tự động trả lời cho quý vị và các bạn luôn, giờ nào cũng trả lời được luôn. Đấy. Em này em vừa mới về ngày hôm qua, siêu lướt đời 2019 như xe mới luôn, xe đi một vạn rưỡi. Đấy. Điều hòa hai chiều luôn, xe này gọi là xe siêu lướt, có giá 200 triệu rẻ hơn so với xe mới là 50 triệu. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể alo tới số điện thoại để mà chốt đơn, để chọn được xe ưng ý, mẫu xe 2019 đăng ký 2020. Thì đó là video buổi tối ngày hôm nay, đặt xe tải có thể đồng hành cùng quý vị và bạn. Xin chúc tất cả quý vị và bạn luôn luôn là tự tin, tự mình tự chọn mua được những xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và bạn trong clip tiếp theo của đặt xe tải vào ngày mai. Đừng quên đăng ký kênh nha.